shop7sao.com, shop bán hàng ngọc rồng uy tín 7 server. Hiện tại web đang có rất nhiều dịch vụ cho anh em thầu lựa chọn như bán vàng, bán ngọc, làm nhiệm vụ săn đệ, úp đệ. Ngoài ra anh em muốn săn ngay ọc khủng, ọc vip chỉ với giá 10k thì anh em có thể lên ngay shop7sao.com. Và hai chào, bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi bản đồ kho báu tiếp nha các bạn nhá. Đấy, tại vì X2 rồi, người người đi doanh trại, người người đi bản đồ kho báu, mình cũng phải đi chứ, mình là người mà đúng không? Đấy, thì clip này mình sẽ đi bản đồ kho báu nhá, X2. Và đồ mình sử dụng em thấy không? Đấy, full set sức mạnh tiềm năng 60% nhá, kèm theo radar nữa là 70%. Đó, thì mình tính là lâng giáp lên giáp sức mạnh tiềm năng, nhưng mà nghĩ lại rồi tích cần các bạn. Đó, và bây giờ mình sẽ phải bấm vào bản đồ kho báu thôi. Đấy, mình đi là bình thường đi cấp 110, anh em bảo là đi cấp 109 thì mình thôi, thôi cố rồi, thôi cứ đi 110, tiềm năng bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu vậy. Đó, nhưng mà thực ra là bấm cái này rất là lâu anh em ạ. Đấy, cho nên là mình cứ phải bật chích cho cao cao lên một xíu, sau rồi mình mới đấy bấm. Đó, phải đó là bấm sấp mặt. Đó, và sau khi mình bấm vào thành công rồi ấy, thì vào phát con thằng điên mình sấp mặt luôn anh em ạ. Đó, và mình nghĩ là thôi về nhà mua tí bùa anh em ạ. Đấy, em phải biết là mua bùa thì để úp cho nó phê. Đấy, mình sẽ mua full bùa anh em nhá, mình sẽ mua full bùa sức mạnh tiềm năng luôn. Đó, anh hai phải mua full bùa anh em ạ. Làm gì thì làm, mình phải đầu tư hết mình để anh hai anh em ạ. Đấy, mua bùa bất tử này, nhưng mà mình chỉ mua bùa 1 giờ thôi anh em nhá. Đấy, quất hết bùa 1 giờ, quất thêm cả một số vệ tinh các kiểu. Bạn là một game thủ chân chính. Masaki! Bạn chán ngấy với khi chơi game lại từ đầu. Vâng, tôi sẽ giúp bạn bằng cách bạn đã truy cập vào ngay shopvimin.com, sau đó bấm vào mục đầu tiên và nó truy cập vào web của tôi. Bạn hãy bấm vào mục đăng ký để tạo lên một cái link. Sau khi đăng ký thì các bạn hãy chọn link ngẫu nhiên mà bạn muốn đăng ký, bấm đăng ký. Vào phần làm thẻ, chọn loại thẻ, chọn mệnh giá. Sau khi làm thành công thì bạn hãy vào ngay mục ngọc rồng online để chọn link muốn mua. Shop thì có rất nhiều link giá rất là học sinh và sinh viên để cho anh em thao lựa chọn. Bấm vào mục mua đồ giá rẻ nếu bạn cần mua đồ 3 sao. Bấm vào mục game răn rôm nếu bạn chỉ có 10k và muốn tinh ngay ảo khủng hoặc VIP. Sử dụng shopvimin.com thật là ngon. Rồi thì mình đã quay trở lại đây. Thì anh em xem cáo chất không? Đấy, quá là chất luôn đúng không? Đấy, còn bây giờ mình sẽ qua lại đảo Kame để úp tiếp nha anh em nhé. Đó, thì trước khi mà úp ý, thì mình sẽ phải tuyển thêm một số thành viên để vào cái. Tại vì mình có một lick xây ra chói thôi. Đó, phải tuyển anh em ạ. Mỗi lần đi úp là mình đều phải tuyển này đấy. Đấy, anh em nào mà muốn úp ở VT mình có thể xin vào VT Vimin Official nhá, VT Server 2 nhá. Đấy, hôm nào mình úp luôn, úp lên 40 tỷ thôi. Ok, đấy, sau một hồi thì mình đã gọi là vào VT rồi. À, anh em vào VT hết rồi, đấy. Và anh em chói rất là nhiệt tình để cho mình úp anh em ạ. Đấy, ăn tú lộ rồi. Ôi dồi ôi, ho anh em ạ, anh em thông cảm nhá. Đấy, nhưng mà mình đang có một cái thắc mắc anh em ạ. Ngày X2 xong mình úp được có 700.000 tiềm năng anh em ạ. Bình thường là mình úp ngoài mà không có X2 cũng 700.000, mà khi úp X2 cũng 700.000. Không hiểu là có X2 để làm cái gì nữa anh em ạ. Đấy, mình quyết định là mình sẽ sử dụng cây găng lưỡng long xem như thế nào. Nhưng mà úp nó vẫn thế anh em, không lên tiềm năng tí nào luôn ấy. Sau đó đã úp cây rồi tự nhiên lại có thêm một số thanh niên lại tách đệ tử ra. Mấy bố vừa muốn ké lại vừa muốn úp đại nữa thì nó lay hay chẳng muốn đúng không? Nhưng mà mình không, anh là kiểu úp như này thì tôi chấp nhận rồi. Đấy, kêu úp chung ấy, chung là chung nào, đã úp tiềm năng cùng rồi lại cần phải pem nữa, để một người thôi. Đấy, anh em nào mà có mà kiểu đi úp ké ấy, thế là úp người ta úp cho ấy thì thôi mình đừng có tách đệ ra, mất công người ta nói lắm. Tại vì bình thường là anh em người nhà đấy ai nói làm gì mà, nhưng mà úp ở trong game ấy thôi mình ý thức một tí để cho người ta tôn trọng tí. Đấy, ok. Đấy, sau hồi nói anh em có vẻ là cũng nhận thức được một chút. Đấy, cho nên là anh em cũng gọi là bỏ đệ ra rồi, nhưng mà cố tình để cho úp thêm tí nữa. Chịu thật. Đấy, anh em thấy không? Đấy, úp tiềm năng nhận được có 710.000 thôi. Thực sự ngày X2 mà úp như thế này
chấp nhận được anh em ạ. Rồi, hiện tại mình đã quay trở lại đây. Đấy. Vừa lấy úp ở cái map kia, úp hết một con thì được khoảng là 200 triệu đồng lăng anh em ạ. Đấy. Mình tính sơ sơ là mỗi con trong mà nó có báu mà mình úp trung bình là 700k đồng lăng một hit thì hết một con này thì mình sẽ được khoảng 200 triệu đồng lăng một con. Tính ra là úp 5 con là được 1 tỷ anh em nhá. 5 con là 1 tỷ. Full bùa nhá, full bùa x2, x3, x4 này. Xong rồi mình sử dụng thêm xét sức mạnh tiềm năng 70%, kèm theo đó là mình ăn thêm cục lộ cho sức đánh nó trâu lên này, sau đó là bật cờ nữa. Đấy, úp như thế này thì phải nói là cũng phê đấy, nhưng mà được cái là mất thời gian lắm anh ạ. Úp ở đâu cũng mất thời gian thôi, thôi mình kiên trì mình úp. Đấy, cố gắng úp cho nó trâu trâu một tí rồi quá rồi VIP thì lại một chuyện khác anh em ạ. Đấy, nên cho nên là anh em nào hiện tại sức mạnh đang yếu thì cố gắng úp đi, mình còn thời gian thì mình cứ úp đi, rồi đi học mình không có thời gian mà úp đâu. Đấy, em thấy không, mấy thanh niên kêu ui khi nào anh mình like nữa, muốn tổ đang quay video này kêu like. Kêu like thực ra là nhiều lúc live stream đi, nhưng mà live stream ít người xem lắm, live stream ở mấy cái này anh em kêu nhạt các kiểu chả hiểu nhạt gì, trong khi mình đang bình luận, mình đang ăn muối, buồn. Thực sự buồn đấy anh em ạ. Đấy, ok, thì thôi, mình sẽ gọi là cứ để úp như thế này mãi thôi anh em nhá. Úp đến khi nào mà úp xong thì thôi. Chứ nếu mà mình mận úp, mình bình thường úp 3 bản đồ một ngày, 3 bản đồ đúng không? Nếu mà mình úp khoảng 4 tiếng, à nhầm, 1 tiếng rưỡi thì nói 1 tiếng rưỡi nó mỏi hết combo mình anh em ạ. Đấy, thì thôi, thì bây giờ cũng được hơn 6 phút rồi, 7 phút rồi. Thì anh em xem clip mình thấy hay thì đừng tiếc một lượt like trong giây phút này và đăng ký kênh của mình nhá. Còn nếu anh em mà không thích mình ý, thì anh em có thể tắt ngay video ngay lúc này. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em nha. Bye bye. In the beginning, there was time.